quý vị và các bạn, hòa chung vào không khí mua sắm tưng bừng của dịp Noel, hãng Anto, một trong những thương hiệu âm thanh nổi tiếng của Mỹ, đã quyết định đồng loạt giảm giá các sản phẩm của mình thông qua những hỗ trợ thiết thực về giá đối với những nhà phân phối trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam. Hãng Anto đã ủy quyền cho Bảo Châu Elec đưa ra chương trình khuyến mãi cực lớn tới người tiêu dùng nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng nhất với mức giá rẻ chưa từng có. Anto, một trong những thương hiệu loa Mỹ bán chạy số 1 thế giới, không chỉ nổi tiếng trên thế giới mà tại Việt Nam, thương hiệu này cũng đã chinh phục tuyệt đối người tiêu dùng. Đặc biệt tại Bảo Châu Elec, một năm qua đã có hàng nghìn công trình về loa Anto được đưa tới khách hàng từ gia đình tới kinh doanh, quán bar, hội trường, sân khấu chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, nếu bạn tìm kiếm trên YouTube sẽ thấy rất nhiều video của nước ngoài họ nói về loa Anto. Đặc biệt hơn, trên trang thương mại điện tử Amazon nổi tiếng, các dòng loa Anto cũng được đăng bán rất nhiều. Điều đó cho thấy thương hiệu Anto có mặt ở khắp nơi. Trong chương trình khuyến mãi lần này, Bảo Châu Elec đem đến cho khách hàng một loạt các sản phẩm loa liền công suất Anto có thể dùng trong các buổi chơi nhạc, sự kiện nhỏ, hát karaoke gia đình, cho chất âm ấm áp tròn đầy, bao phủ khắp không gian rộng từ 10 cho tới 100m2. Đặc biệt với mức giá rẻ nhất, phù hợp với thu nhập của từng cá nhân, gia đình, hộ kinh doanh. Loa Anto TX208 bát 20cm giá niêm yết 8.625.000 đồng, nay chỉ còn 5.790.000 đồng. Loa Anto TX210 bát 25cm giá niêm yết 10.625.000 đồng, nay chỉ còn 7.190.000 đồng. Loa Anto TX212 bát 30cm giá niêm yết 15.375.000 đồng, nay chỉ còn 9.900.000 đồng. Loa Anto TX215 bát 40cm giá niêm yết 16.625.000 đồng, nay chỉ còn 10.900.000 đồng. Loa Anto TS308 giảm 41%, giá chỉ còn 10.900.000 đồng. Đặc biệt hơn nữa, một số loa súp điện Anto đã làm điên đảo thị trường âm thanh trong thời gian qua cũng giảm giá sâu. Như loa Anto TS312 súp bass 30cm, nay chỉ còn 8.799.000 đồng. Loa Anto TS315S bass 40cm, giảm chỉ còn 11.670.000 đồng. Loa Anto TS318 súp bass 50cm giá chỉ còn 14.590.000 đồng. Điều tuyệt vời nhất trong chương trình khuyến mãi của hãng Anto đó chính là ngoài giảm giá loa Anto Active hay còn gọi là loa liền công suất còn giảm giá cực lớn từ 20 cho tới 50% đối với loa full công suất Anto Bass 2530 như AT1000, AT2000 với phủ bass, chest đều được thiết kế tại Italy, mang tới khả năng tái tạo đầy đủ 3 giải âm cao, trung và trầm, xử lý các giải âm này tách bạch, không bị trộn lẫn khi phát ra loa. Loa thể hiện rõ sắc nét từng chất âm của mỗi dòng loa mà không bị rối. Nếu muốn mua những sản phẩm loa Anto giá rẻ nhất trong năm qua và duy nhất chỉ có trong đợt khuyến mãi này, hãy nhanh chân tới với Bảo Châu Elec trên toàn quốc để chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất. Hoặc có thể gọi cho chúng tôi theo hotline 1900 0255 để đặt hàng và được chúng tôi giao hàng tận nơi các bạn nhé. Số lượng có hạn nên đến càng sớm cơ hội nhận ưu đãi càng cao. Đặc biệt các bạn hãy đến và thưởng thức không khí mua sắm đón chào Giáng sinh nóng bỏng tại hệ thống showroom của Bảo Châu Elec cùng với nhiều niềm vui thú vị bất ngờ. Với những khách hàng không có thời gian đi xem xét và lựa chọn hàng hóa trực tiếp tại showroom, khách hàng có thể tham gia mua hàng online trên website Bảo Châu Elec trong thời gian diễn ra chương trình với nhiều mức ưu đãi và giảm giá hấp dẫn. Thông tin cập nhật và chi tiết về chương trình khuyến mãi có tại địa chỉ website baochouelec.com hoặc truy cập vào link khuyến mãi trong phần mô tả bên dưới video. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi kênh, ấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của Bảo Châu Elec nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trà góp,
bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ,